Oanh linh lặng người viếng tang lễ ông bầu sân khấu kịch Sài Gòn. Sáng 7 tháng 1, diễn viên Mạnh Tràng đột ngột qua đời ở tuổi 53 sau một thời gian chống chọi với căn bệnh ung thư gan. Lễ viếng của ông được diễn ra ở nhà tang lễ Chùa Vĩnh Nghiêm và buổi tối cùng ngày, rất nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như Quyền Linh, Kim Xuân, Anh Đức cùng nhiều diễn viên kịch đã có mặt để tiễn đưa người anh thân thiết. Quyền Linh có mặt từ sớm để thắp nén hương, tiễn đưa anh rể của Phước Sang. Anh không quên an ủi, chia buồn với người thân trong gia đình Mạnh Tràng, đặc biệt là vợ của cố nam diễn viên, bởi chị cũng chính là chị gái của Phước Sang, người bạn thân lâu năm trong nghề của Quyền Linh. Anh Đức cũng có mặt tại lễ viếng vừa qua, anh động viên con trai Mạnh Tràng mạnh mẽ để vượt qua khoảng thời gian này. Trước đây, cố diễn viên Mạnh Tràng có mối quan hệ rất là thân thiết với nghệ sĩ ưu tú Kim Xuân. Cô rất quý anh vì bản tính hiền lành, hòa đồng và có tâm huyết với nghệ thuật kịch nói. Nữ nghệ sĩ thăm hỏi vợ Mạnh Tràng và không quên chia sẻ về những kỷ niệm khi cố diễn viên còn sống. Nghệ sĩ ưu tú Mỹ Uyên đau xót đến chia buồn với gia đình nam nghệ sĩ. Diễn viên Tiết Cương lặng người khi đến viếng đồng nghiệp. Diễn viên Nhật Cường cũng có mặt tại tang lễ vừa qua. Anh bày tỏ sự tiếc thương khi phải vĩnh biệt ông bầu của sân khấu kịch nói. Nghệ sĩ Kim Xuân lặng người tại đám tang nghệ sĩ Mạnh Tràng. Trước sự ra đi của đàn em, nghệ sĩ ưu tú Kim Xuân đã đến chia buồn với vợ và con trai nghệ sĩ Mạnh Tràng. Tối ngày 7 tháng 1 tại nhà vắng sanh chùa Vĩnh Nghiêm, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh, gia đình đã tổ chức tang lễ cho nghệ sĩ Mạnh Tràng. Nhiều nghệ sĩ như Tấn Hoàng, Nhật Cường, Tiết Cương, nghệ sĩ ưu tú Hữu Luân đến đây chia buồn cùng gia đình nam nghệ sĩ. Đặc biệt, nghệ sĩ Kim Xuân đã đến chia sẻ với vợ và con trai nghệ sĩ Mạnh Tràng. Nữ nghệ sĩ Kim Xuân cho hay, nghệ sĩ Mạnh Tràng là một người hiền lành, hòa đồng và có tấm lòng với nghệ thuật kịch nói. Gần sang năm mới mà biết tên em Tràng mất, tôi và nhiều nghệ sĩ khác buồn lắm, nghệ sĩ ưu tú Kim Xuân chia sẻ. Trước đó vào tối ngày 6 tháng 1, nghệ sĩ Mạnh Tràng đã trút hơi thở cuối cùng tại Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh ở tuổi 53 sau khoảng thời gian chống chọi với bệnh ung thư gan. Nam diễn viên đồng thời cũng là anh rể của nghệ sĩ Phước Sang đã giữ chức vụ chủ nhiệm sân khấu kịch Sài Gòn hơn 10 năm qua. Nghệ sĩ Mạnh Tràng được đánh giá là người quản lý có trách nhiệm và có nhiều công hiến duy trì, phát triển sân khấu này kể từ khi tiếp nhận. Do đó, khi ông qua đời, không chỉ Phước Sang mà khá nhiều giới nghệ sĩ từng cộng tác với ông đều rất tiếc nuối. Với sự diễn xuất, dù được đào tạo bài bản từ trường nghệ thuật sân khấu hay, nhưng cựu thành viên nhóm kịch tuổi đôi mươi lại từng gặp nhiều khó khăn khi theo đuổi nghệ thuật. Thậm chí, thời trẻ, ông từng có thời gian bỏ nghề để làm thợ sửa xe lề đường kiếm sống. Tuy nhiên, nhờ có sự giúp đỡ của thầy mình là nghệ sĩ ưu tú Hữu Luân, Mạnh Tràng đã trở lại với sân khấu kịch bằng cách lập nhóm hai trẻ nhất thành phố Hồ Chí Minh lúc bấy giờ. Vì không có ngoại hình nên gần như cả cuộc đời ông chỉ đóng vai phụ, nhưng những vai phụ ấy đã khiến tên tuổi của nam diễn viên đến gần hơn với khán giả. Trước sự ra đi đột ngột của Mạnh Tràng, nghệ sĩ ưu tú Hạnh Thúy đau xót. Anh ra đi nhẹ nhàng nhưng để lại sân khấu kịch Sài Gòn, sân khấu kịch hiếm hoi sáng đèn tất cả các ngày trong tuần, ai sẽ là người duy trì nếp ấy được thay anh. Nhiều đồng nghiệp khác như diễn viên Tiến Luật, MC Quỳnh Linh, diễn viên Gia Bảo, Ưu Nghĩa, Hoàng Sơn cũng bày tỏ nỗi đau xót khi phải vĩnh biệt ông bầu hiền lành, cần mẫn. Ca sĩ Lý Hải xúc động bày tỏ sự bất ngờ vì Mạnh Tràng là bạn học cùng niên khóa với anh. Tôi quý anh Mạnh Tràng ở đức tính chịu khó trong học tập, hết lòng vì đàn em. Khi nào cần thì anh lập tức có mặt, dù là giữa khuya khi cần một diễn viên lấp chỗ trống. Vĩnh biệt anh, người anh tinh thần của lớp chúng tôi, ca sĩ Lý Hải bày tỏ. Tang lễ của cố nghệ sĩ Mạnh Tràng đang diễn ra tại nhà vàng sanh chùa Vĩnh Nghiêm, thành phố Hồ Chí Minh. Sau đó, linh cữu của ông sẽ được đưa đi hỏa táng tại nghĩa trang Bình Hương Hòa vào 13 giờ ngày 9 tháng 1. Vẻ ngoài của chồng Lê Trần khiến nhiều người bất ngờ. Nhiều người vô cùng ngạc nhiên trước hình ảnh mới nhất của ông xã Lê Trần. Lê Trần từng là cái tên được rất nhiều người tìm kiếm trên mạng xã hội. Từ lĩnh vực màu ảnh, cô lớn sân sang diễn xuất và có được giải thưởng ngay trong vai diễn đầu tay. Khi sự nghiệp đang suôn sẻ, Lê Trần khiến không ít người hâm mộ bất ngờ khi mất tích một thời gian dài, sau đó công khai việc sinh con. Hai em bé nhà Lê Trần là Kadi Mộc Trà và Afi Túc Bạch gây sốt cộng đồng mạng xã hội nhờ sở hữu ngoại hình vô cùng xinh xắn và dễ thương. Tuy đã là bà mẹ hai con, thế nhưng
danh tánh bố của các con vẫn được Lê Trần giấu nhẹm. Mặc dù vô cùng kín tiếng, nhưng người hâm mộ cũng nhanh chóng tìm ra danh tánh của bố Kade Mộc Tra và Phi Túc Bạch, đó chính là một người đàn ông ngoại quốc tên là DF mang quốc tịch Mỹ. Được biết, DF đã có nhiều năm làm việc trong lĩnh vực thể hình tại Việt Nam. Theo dõi trang cá nhân của DF, anh cũng cập nhật trên trang cá nhân của mình, DF cũng hay khoe hình ảnh rạng rỡ bên vợ và hai con. Những bức ảnh chụp hay nhóc tì cũng được DF ngọt ngào chia sẻ trên trang cá nhân. Thế nhưng, nhiều người vô cùng bất ngờ khi hình ảnh mới nhất của Lê Trần chụp cùng các con và ông xã được hé lộ. Theo đó, ông xã của Lê Trần có vẻ ngoài già hơn trước rất nhiều. Có vẻ ông xã của nữ diễn viên để râu nên có vẻ chững chạc hơn trước. Nhiều người tỏ vẻ bất ngờ khi chia sẻ rằng Lê Trần xài hao quá khiến ông xã của cô không còn có vẻ ngoài điển trai như ngày xưa. Vụ kiện sau ánh hào quang tiết lộ số tiền Duy Phương nhận được sau hòa giải. Vụ kiện của nghệ sĩ Duy Phương với nhà sản xuất sau ánh hào quang gần như đã khép lại sau khi nhà sản xuất nhận sai và chấp nhận bồi thường. Một năm sau khi đệ đơn lên Tòa án Nhân dân quận 1 thành phố Hồ Chí Minh kiện HTV và công ty Đông Tây Promotion, đơn vị sản xuất chương trình sau ánh hào quang, nghệ sĩ Duy Phương cho biết anh đã chấp nhận hòa giải. Sau nhiều lần hòa giải tại tòa, phía HTV và Đông Tây đã nhận sai sót. Tôi đề nghị mức bồi thường 1 tỷ đồng trong đơn kiện nhưng qua thỏa thuận. HTV và Đông Tây Promotion đã đề nghị một mức khác. Tôi thấy kéo dài phiên tòa quá mệt mỏi và mức họ đưa ra cũng hợp lý nên tôi chấp nhận. Tri thức trực tuyến dẫn lời nghệ sĩ Duy Phương. Sau khi Duy Phương xác nhận hòa giải, số tiền đền bù mà anh nhận được từ sau ánh hào quang khiến nhiều người đồn đoán, thậm chí có nguồn tin cho rằng tiền đền bù lên đến hàng trăm triệu đồng. Tuy nhiên, theo tiết lộ trên báo Tiền Phong của luật sư Nguyễn Quốc Cường, đại diện cho phía nguyên đơn là nghệ sĩ Duy Phương tại phiên hòa giải, thì nam nghệ sĩ sẽ nhận được 20 triệu tiền bồi thường từ đơn vị sản xuất chương trình. Ngoài ra, những mức thỏa thuận khác để chấm dứt vụ kiện là bí mật giữa hai bên, luật sư cho biết. Bên cạnh đó, phía bị đơn là công ty Đông Tây Promotion đã nhận sai sót trong quá trình sản xuất chương trình. Đại diện cho HTV cũng thừa nhận trong quá trình phát sóng đã thiếu kiểm tra giám sát dẫn tới những thiệt hại về tinh thần cho nghệ sĩ Duy Phương. Trước đó, vào năm 2017, chương trình Sau Ánh Hào Quang phát sóng trên đài HTV do công ty Đông Tây Promotion sản xuất đã mời vợ cũ của Duy Phương là Lê Giang tham gia. Tập 10 của Sau Ánh Hào Quang phát sóng ngày 4 tháng 12 năm 2017 có nội dung Lê Giang kể lại chị bị Duy Phương bạo hành, đánh đập và ném xuống cầu thang. Lời kể của nghệ sĩ Lê Giang đã tạo nên nhiều phản ứng trái chiều trong dư luận. Sau khi chương trình phát sóng, Duy Phương đã lên tiếng khẳng định những thông tin Lê Giang kể hoàn toàn sai sự thật và vì chương trình đó mà cuộc sống, danh dự cùng công việc kinh doanh của Duy Phương bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Thậm chí Duy Phương đã phải nhập viện suy sụp vì khủng hoảng. Vì lẽ đó, Duy Phương đưa đơn kiện nhà sản xuất với cáo buộc chương trình đã đưa thông tin sai sự thật ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống, danh dự và công việc kinh doanh của anh. Qua đó, Duy Phương buộc các đơn vị liên quan đến chương trình phải đền bù thiệt hại về vật chất lẫn tinh thần cho anh. Lý do Châu Nhuận Phát làm từ thiện toàn bộ gia sản hơn 700 triệu USD. Trong buổi trò chuyện với truyền hình Hàn Quốc, Châu Nhuận Phát nói tiền nhiều đến đâu chết cũng không thể mang đi được. Hôm ngày 19 tháng 12, Châu Nhuận Phát trả lời phỏng vấn một show truyền hình do đài MBC của Hàn Quốc thực hiện. Tại đây, nam diễn viên Bến Thượng Hải chia sẻ với khán giả Hàn về lý do quyên góp toàn bộ gia sản. Tài sản của tôi nhưng không thể mãi mãi là của tôi. Đến một ngày chết đi, tôi không thể mang theo tài sản. Vì thế, vợ chồng tôi muốn để lại tài sản cho người khác, Châu Nhuận Phát nói. Do vợ chồng không có con nên Châu Nhuận Phát luôn trăn trở về người thừa kế. Cuối cùng, ông quyết định từ thiện toàn bộ gia sản 714 triệu USD. Tôi đã nghĩ mình nên để lại gia sản cho ai đó sau khi qua đời, rồi vợ chồng tôi nghĩ đến các tổ chức từ thiện. Họ sẽ thay chúng tôi sắp xếp để chuyển tiền đến những người thực sự cần đến số tiền đó, Châu Nhuận Phát nói thêm. Châu Nhuận Phát kể, mỗi tháng chi tiêu khoảng 100 USD, ông không thích hàng hiệu hay xe sang, nhà biệt thự. Do đó, sau những năm làm việc vất vả, vợ chồng ông tiết kiệm được khối tài sản đáng kể. Mỗi ngày có thể khỏe mạnh, ăn 3 bữa cơm, ngủ một giấc ngon, đã là điều hạnh phúc, ông nói. Theo Rira, chương trình phát sóng có sự xuất hiện của Châu Nhuận Phát đã thu hút sự quan tâm của khán giả Hàn Quốc. Người hâm mộ bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với tấm lòng của nam diễn viên.
Châu Nhuận Phát sinh năm 1955 tại Hồng Kông. Trong gia đình nghèo khó, ông từng làm nhiều nghề để sinh sống như bán máy ảnh, tài xe taxi. Nhờ ngoại hình cao ráo và ăn ảnh, năm 1980 ông được TBV chú ý và mời đóng chính phim Bến Thượng Hải. Đây cũng là tác phẩm để đời giúp Châu Nhuận Phát vươn tầm sao hạng A. Những bộ phim gắn liền với tên tuổi của ông có Tiếu Ngạo Giang Hồ, Dương Gia Tướng, Nữ Nhân Tâm, Đáng Đãi Lê Minh, Long Hổ Phong Vân, Ngòa Hổ Thằng Long. Trong sự nghiệp, ông từng 2 lần nhận giải Anh Đế tại Kim Mã và 3 lần lên ngôi ở Kim Tượng. Châu Nhuận Phát và vợ không có con sau 30 năm chung sống. Tài tử nói về lý do không muốn vợ sinh con. Năm 1991, vợ tôi từng mang thai bé gái nhưng con qua đời trong bụng mẹ vì tàn hoa quấn cổ. 7 năm sau đó, cô ấy rơi vào trạng thái trầm cảm đau đớn vì mất con. Đó là lý do tôi không muốn vợ mang bầu lần nữa.